Hội thảo an ninh mạng với chủ đề Ai làm chủ do trường đại học RMIT Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề an ninh mạng cấp thiết nhất trên thế giới hiện nay, đồng thời xem xét cách vượt qua những mối nguy này để giữ cho thông tin của chúng ta an toàn. Trong hàng loạt chủ đề được đưa ra thảo luận, có hai vấn đề chính nổi bật: tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề an ninh mạng và vai trò của nguồn lực con người trong thực hiện điều này. Theo Đại học RMIT Việt Nam, việc kết nối mạng phát triển cực nhanh cũng như nhịp độ chuyển đổi kỹ thuật số diễn ra chóng mặt, khiến châu Á, đặc biệt là Việt Nam, dễ bị tấn công mạng. Và Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia dễ bị nhắm đến nhất, là mục tiêu của tấn công mạng từ năm 2015 đến 2017. Riêng năm 2017, Việt Nam mất hơn 540 triệu đô la Mỹ do tấn công mạng. Hội thảo là dịp để các chuyên gia chia sẻ nghiên cứu, hợp tác những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc nghiên cứu và thực hiện công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục.